Tiếp theo về cái video về hộp số Accent á, thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người về cái hộp số tự động Hyundai của xe Accent, hộp số cấp ha. Thì mọi người xem ha, đây là một cái máy auto nè, mình dùng để xem dữ liệu của hộp số đúng không. Bây giờ mọi người ha, đây là xe nó chưa di chuyển nè. Thì mọi người thấy ha, mình đang ở tay số bao nhiêu. Thì trên cái máy chẩn đoán này nó hiện rất nhiều thông số ha. Đầu tiên là tốc độ động cơ nè, mục số 2 là vi tốc độ xe ha, 3 vị trí bấm ga nè, số 4 là vị trí ga nè, số 5 là input speed tốc độ đầu vào ha, sau đó là output speed nè, oil temperature là cảm biến nhiệt độ dầu số nè, gear ratio là tỷ số truyền ha, damper lock slip là độ trượt của ly hợp đúng không. Mình đang vô ha, mình đang vô số ha, số đây nè. Bây giờ thì độ trượt ly hợp cực kỳ lớn nè, mình số n, số đây là số b nè, độ trượt nó nhỏ dần ha. Đó. Rồi main relay volt nè, engine torque là cái mô măng của động cơ nè, slip lever width là ha, là vị trí số ha, mình đi số thì nó sẽ thay đổi đúng không, bạn thấy không ha. Rồi current gear là vị trí số nè, net gear là số ha, số tiếp theo ha. Rồi đây, mình đang sẽ bắt mode ha, thì nó sẽ hiện số ha. Đây giờ chỉ lại đây bình thường nè, spot mode nè ha, thấy giờ thì trên cái máy chẩn đoán nó bao rất nhiều thông số và mình sẽ sử dụng thông số này để chẩn đoán đúng không. Rồi một số thông số quan trọng nữa ha, brake width nè, rồi spot mode select ha, để chọn spot mode nè, yeah. Mode nó on off ha, thấy không, cái xe rất thông minh ha. Rồi lỗi không lỗi nè. Rồi tiếp theo là một số 30 31 32 33 34 35 36 á, là các cái con cảm biến, các cái giá trị điều khiển của cái ISO. Và mọi người lưu ý hộp số này hộp số sau cấp thế hệ mới, nên là cái ISO nó điều khiển cũng là loại đặc biệt, nó sẽ khác với những cái hộp số đời cũ ha. Ví dụ như Accent đời cũ á, mọi người thấy là nó có một cái hộp ha, thì cái hộp đó nó điều khiển nó có 6 solenoid, nhưng đời mới á, nó tất cả là 8 con solenoid điều khiển, 8 cái con solenoid ha, để điều khiển 6 số. Đời cũ á là 6 solenoid điều khiển 4 số. Và cái nguyên tắc hoạt động của đời mới á, nó cái hộp á, hoặc cái cách chẩn đoán nó khác. Vì các solenoid này càng ngày nó càng hiện đại và càng ngày nó càng để độ chính xác nó càng lớn để nó tạo ra cái độ mượt cho cái hộp số này ha. Rồi ngoài ra nó còn được rất nhiều các cái thông số dưới ha. Vì thì trong hộp số á, bây giờ mình sẽ chạy để mọi người xem cái các giá trị số ha. Và mọi người chạy ha, chạy đi rồi vào chỗ đây chạy nha. À mọi người thấy là đây, đi độ trượt nó càng ngày càng giảm dần ha. Nếu độ trượt nó lớn quá thì xe không thể di chuyển được. Và cái tốc độ output nó đang tăng dần lên ha, tăng dần lên đúng không? Bây giờ mọi người thấy là nó đang ở rate tỷ số truyền là 4.4 ha. À nó giảm dần ha, nó lên số nó giảm đi ha. 2.7 ha. Cái gen gen toàn luôn. Thắng phân lại dừng lại. Yeah. Rồi mọi người thấy là độ trượt nó sẽ thay đổi ha. Thì cái độ trượt này là một cái đặc trưng của cái xe số tự động. Và mình dựa vào cái độ trượt này để mình bắt bệnh hộp số rất là tốt đúng không. Ha. Bây giờ đi số D chạy nè. Đó. Càng chạy nó càng đỡ hơn ha. Yeah. Rồi số đang ở vị trí đang số 1 ha. Số 1 là bây giờ mình tăng ga nó sẽ tăng tự động sang số 2. Đó số 2 nè. Yeah. Tạp ga sẽ tăng lên số 3, số 4 ha. Nó tự động thay số, tự động thay đổi số ha. Thì đặc trưng của số tự động là nó sẽ tự động chuyển số để cho nó phù hợp với cái tốc độ động cơ ha. Rồi. À, số 3 ha, rồi số 4 ha. Đây. Chạy số 5 rồi. Ra ngoài đường kia chạy số 5 rồi. Số 3 ha, số 4 rồi, số 4 rồi. Đấy, giờ mình sẽ chạy cho mọi người thấy cái xe này nó lên số 4, số 5 như thế nào ha. Số 3 đúng không? Số 5 mà rồi. Thì số 5 á là tỷ số truyền 11 nha. Thì mình muốn chuyển số nhanh á, mình nếu mà mọi người đi hộp số tự động á, mọi người muốn tiết kiệm nhiên liệu á,
mọi người có thể dùng cái chức năng Sport Mode ra mình đi số. Thì khi mình đi dài thì mình sẽ thấy là được gì, cái lợi thế của Sport Mode là nếu mình biết sử dụng nó sẽ đỡ hao nhiên liệu rất nhiều ha. Tiếp theo á, mình sẽ hướng dẫn mọi người về các cái giá trị điều khiển đúng không? Thì mọi người thấy là các con van sau này ha, cái quan trọng của số là cái solenoid nó sẽ đúng, nó chạy đúng ha, nó chạy đúng á thì nó mới điều khiển, nó mới tối ưu được. Và khi nó điều khiển á, nó phải tuân theo những cái quy luật nhất định và các cái giá trị điều khiển nó phải hợp lý thì xe mới chạy mượt được. Và đặc trưng của hộp số đời cao á, là điều khiển những solenoid rất nhỏ ha, và giá trị điều khiển á, là hầu hết là bằng dòng điện. Và khi mình sẽ căn cứ vào cái giá trị đặt lít này ha, thì mình biết là cái solenoid nào có bất thường ha, số nào có bất thường, có thể nó bị phần cơ hay phần điện. Và đó là một trong những cái điều nó cực kỳ quan trọng để mà mình sẽ chẩn đoán cái động cơ này ha. Mọi người thấy ha, nó sẽ rất khác với hộp số đời cũ nha, đời mới nó sẽ như vậy ha. Và trong cái hộp số này cái mèo tèo nó hỗ trợ mọi người đủ các cái thông số để mọi người chẩn đoán, và mọi người bắt buộc phải khai thác các cái này để mọi người chẩn đoán ha. Rồi thì nếu mọi người có thắc mắc gì về cái hộp số hộp xe này, hay là mọi người muốn có những cái lỗi mọi người cần tư vấn thì mọi người có thể liên hệ bên em ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.